Từ Vũ Sử Viên Hồng xin được kính chào tất cả anh chị. Hôm nay thì cả làng em bị mất điện. Và nhà nào có máy phát thì gọi là xài được dãy máy nhỏ để làm thôi. Còn anh em nào làm gọt hay là làm máy xăng thì là có thể làm thôi. Nó tất cả bị mất điện cả làng rồi mà thông báo là đến thể tầm 5 giờ mới có điện cơ. Nên là trong phòng nó tối này em sẽ mang ra cái ngoài cái vườn rau thì em để em quay những tác phẩm mới hoàn thiện cho anh chị xem. Trước mắt anh chị là một tác phẩm được chế tác bằng gỗ chắc đỏ đen, một tác phẩm được siêu siêu kỹ anh chị nhớ. Em làm rất tốn nhiều công cho tác phẩm này, chế tác tác phẩm này. Và đây là một tác phẩm cụ Duy Lạc Vũ Phúc chế tác gỗ chắc đỏ đen, rất đẹp luôn anh chị nhớ, rất đục, rất tỉ mỉ, chi tiết luôn. Lát em sẽ quay gần cho anh chị thấy. Thì tiện đây em quay em, đây là cái vườn rau em này, rau muống anh chị ơi. Đây em có trồng ít được rau này, rau canh này, rau đầy anh chị. Đó. Khu vườn nhỏ thôi. Nhưng đoạn này nó sáng thì em mới ra đây quay được, trong phòng tối lắm. Còn miên man một chút để giới thiệu đây, em xin giới thiệu với chị là cụ Duy là cụ Phúc được chế tác bằng gỗ chắc đỏ đen. Hàng đục tuyệt vời ông mặt trời anh chị nhá, hàng đục siêu siêu kỹ của bên Tư Gỗ Sử Viên Hồng đây em. Em sẽ quay lại gần cho anh chị thấy nhá. Một tác phẩm phẩm siêu đẹp. Cụ Duy là thần thái hoan hỷ, đục trên chất liệu gỗ chắc, đứng dưới một gốc tùng siêu siêu đẹp luôn. Vâng, cô đang đứng dưới một gốc tùng anh chị nhá. Tay thì cầm một cái bao tiền chắc to phạc, và cầm tay thì vác có gì anh chị, vác một cái cành đào tuyệt vời luôn. Tôi ra ngoài em chưa quay ở ngoài nào, không biết là ánh sáng có bị lóa hay bị gì không, ở trong màn hình thì cũng được ấy, mà không biết là xong quay xong thì là đang lên cho anh chị coi thì có để gì không. Em không phát được trực tiếp nên em sẽ quay để rồi em sẽ đăng lên anh chị nhé. Có một anh chị đang gọi điện cho em mới dùng tít vào lò máy này. Em xin phép lát em việc sau em quay lại. Tác phẩm này chắc em sẽ không giới thiệu nhiều, em chỉ cần quay thôi cho anh chị tự cảm nhận. Chắc đỏ đen dây dòng gỗ rất giá trị. Vâng, đây là mà tác phẩm một hàng kỹ thì không là phải đục rất đẹp anh chị ạ, sắc nét từng chi tiết. Cành tùng này moi móc rất đẹp anh chị nhá, nó không đơn giản đâu. Đây này em thò tay vào anh chị thấy được rõ hơn, đấy là moi móc từng cái cành nhỏ, từng một tạo từ một cái cành nhỏ về một này, một cái thùng bổ thụ nhá. Đấy cái mong này anh chị này nhá, đấy em phải luôn tay này anh chị mới thấy được cái độ tinh xảo của tác phẩm đó. Một tác phẩm gọi là siêu siêu đẹp anh chị ơi. Anh chị nào chưa sở hữu một tác phẩm mà được chế tác bằng chất liệu gỗ chắc, nhất là chất liệu gỗ chắc, thứ hai là một tác phẩm mà hàng đục kỹ siêu đẹp như này, thì hãy liên hệ với Tư Gỗ Sử Viên Hồng, số điện thoại 0987336118 anh chị nhá. Tác phẩm đẹp lung linh và đã để sẵn trong chiếc kỷ rồi. Em đo kích thước của tác phẩm đi, em phải lấy đây cái mũ cối để em đội rồi, không nắng lắm. Chiều cao là 61 ạ. Chiều cao là 61, tính cả kỹ là 7 là 80 ạ, tính cả kỹ là 80. Ôi, chiều cao tính cả kỹ là 80 chị nhớ, và tính không kỹ là 60 ạ. 61. Và chiều ngang cho tác phẩm là 48 anh chị nhớ. Và chiều sâu là 40. Ôi, chiều sâu là 40. À, tác phẩm cao là 80 cả kỷ. Cao là 80 anh chị nhá. 80 cả kỷ và 61. 61 là không tính kỷ. Đấy. Tác phẩm cụ Duy là Vũ Phúc thì ta cũng chắc đẹp tuyệt vời này. Em xin được báo giá. Em nhớ kích thước em đọc lại cho anh chị nhá, báo giá cho tác phẩm này. Vâng, tác phẩm này có giá là 15 triệu anh chị nhá, 15 triệu cho tác phẩm đẹp tuyệt vời mặt trời này. Vâng ạ, tác phẩm này với chiều cao tính cả kỷ là 80, ngang là 48 ạ, và chiều sâu là 40. Vâng, cao tác phẩm cao 80. Ngang 40. 48. Ngang 48 và sâu là 40 chị nhá. Rất tuyệt vời mặt trời luôn. Một tác phẩm hàng đục siêu kỹ. Đấy,
tác phẩm này em không cần tả anh nhiều, anh chị cũng có thể cảm nhận được rồi. Biết đằng sau thì nó có một chút, nó là hơi lũa anh chị, nhưng rất dày dặn đấy ạ, rất dày dặn luôn anh chị nhá. Lắng cả ngày nó càng thẳng thẳng rồi, nó chiếu chiếu, nó xéo xéo rồi. Em đang đứng là lắng em quay rồi anh chị ơi. Một tác phẩm cụ duy là cũ khúc được chế tác bằng gỗ chắc đổ đen, hàng đục siêu kỹ siêu đẹp thế này. Em có giá, chỉ có giá là 15 triệu nhá anh chị nhá, 15 triệu đẹp lắm anh chị ạ. Đây em vẫn phải mang ra ngoài, bên ngoài trông lung linh lắm anh chị ạ, lung linh hơn. Trong video em quay được nhiều đấy, anh chị đảm bảo một cái điều đấy, anh chị nào mà hữu duyên mà rước được cụ về thì thôi rồi. Một tác phẩm để ngàn năm bao nhiêu đời sau vẫn thấy gọi là quá đẹp. Sau đây em sẽ giới thiệu với anh chị một tác phẩm vừa hoàn thiện nữa, cũng là có chất của đen luôn. Em xin giới thiệu với anh chị Gata. Bây giờ mà mang loại này nhá, đổ vài cái nắng rồi. Giới thiệu với anh chị tác phẩm Gata nó có chất. Em lại xong cái lô gà tàn vừa rồi em làm và làm hết đấy, em mới làm ra tiếp chứ gà tàn một gỗ chắc anh chị nhá. Gà tàn một gỗ chắc hàng miền này anh chị nhá, hai đục hai chú chim, hai chim bên đường đang yêu nhau đấy, cùng cành đào. Đây là cháy đào này giữa gà tàn luôn. Như anh chị nào đã ủng hộ em cái lô gà tàn trước rồi em làm ra đấy thì anh chị đã biết là hàng rất đẹp luôn, hàng đục rất tinh xảo rất đẹp, và trên hơn nữa là chế tác trên tiệm gỗ chắc đổ đen quý giá. Đấy, anh chị nào có thể nào mua làm quà tặng chỉ là 700 thôi, 700 không bao ship cho tác phẩm này, giờ là 700 không bao ship cho tác phẩm này. Anh chị nào mua làm quà tặng hay là mua để nhà trên bàn thì cứ của mình thì gọi là quá đẹp rồi, quá đẹp đó, rất sang trọng luôn. Bàn công ty hay chỗ nào hay là công ty thường có chỗ dùng để anh em hút thuốc đấy, các bác hút thuốc ấy, mà khách đến chơi thì nó là rất sang trọng luôn. Chỉ có 700.000 không bao ship cho tác phẩm gà tàn gỗ chắc đỏ đen này, tuyệt vời mà trời anh chị nhá. Và bên em này cũng một số nơi cũng xưởng cũng thấy em làm này cũng làm gà tàn, nhưng mà cái nét đục thì bên em nó khác. Đấy, anh chị nào mà ủng hộ bên em rồi thì cũng đều biết. Và anh chị nào muốn xuất gà tàn này cứ hãy liên hệ với em nhé, số điện thoại 0987336318 anh chị nhá. Đấy là số điện thoại Zalo của em, hay nhắn tin gọi trực tiếp cho em để ok hết để xuất những tác phẩm này. Và em sẽ giới thiệu một số tác phẩm gà tàn nữa cũng là chiếc sắc đỏ đen luôn, cùng lô luôn. Em vừa mới làm xong đấy, không làm nó từ từ mới xong được. Anh chị cũng hỏi nhiều lắm nhưng mà giờ mới xong được đôi cái. Đây anh chị coi này, đó. Rất đẹp luôn, cũng liền nạc gỗ chắc đỏ đen, vân gỗ chắc bên trong thì tuyệt vời rồi, rất sang trọng. Nên anh chị sở hữu một cái gà tàn này làm quà tặng, quà biếu hay là để trưng cho đẹp, nếu không hút thuốc để trưng còn đẹp được. Rất tuyệt vời này, đó đôi chim, hàng liền nạc luôn. Cũng giá là 700 không bao ship anh chị nhá. Hãy liên hệ với em ngay sau khi xem video này nếu mà ưng tác phẩm. Những tác phẩm này đồ gỗ mỹ nghệ bên từng gỗ sưởng Nguyên Hồng. Thông tin chi tiết là sản phẩm liên hệ từng gỗ sưởng Nguyên Hồng, số điện thoại 0987336318 anh chị nhá. Và sau em sẽ giới thiệu với anh chị một tác phẩm là một chú heo. Một chú heo đang cầm xẻng để chế tác gỗ chắc đỏ đen. Vâng. Chú heo cầm xẻng này với ý nghĩa cho anh chị nào tuổi hợi đây. Đang cầm xẻng đào sới đào sốt của cái mang về cho gia đình gia chủ. Đây, chất liệu có chắc đổ đen thì cái màu cực đẹp anh chị này, đó, đẹp lắm vân này đó. Và tác phẩm này chú heo này đang đứng lên bao tiền này, bao tiền này cái chun sụn chắc anh chị này, rồi đẹp tuyệt vời luôn. Em nói đó cái kích thước của chú heo này nào, chú heo này có giá là 1.800.000 không bao ship anh chị nhá. Rồi heo thì ta có chắc này, tác phẩm với chiều cao là 30, cao 30, ngang là 15, cao 30 ngang 15, và sâu là sâu giữa tác phẩm 10. Là 10 xăng, vâng, ngang, đấy, cao sâu tác phẩm là 10 xăng, cao 30 ngang là 15 anh chị nhá. Một chú heo trông rất đáng yêu luôn, chiều tay có chắc đỏ đen. Đang cầm cái xiển này đào sới tìm chú hút tìm cổ cái về cho gia chủ ra đây. Anh chị nào quầy tùy heo tùy hợi đây, có thể dùng tác phẩm này, tác phẩm nặng rất, em cầm này mỏi tay luôn đấy, vân gỗ chắc đẹp tuyệt vời rồi nhá. Hàng liền nạc anh chị nhá, chỉ là 1.800.000 một bao ship cho tác phẩm tiếp theo này nhá. Và em sẽ giới thiệu anh chị một tác phẩm gỗ chắc nữa. Đây là một chú chuột, đúng không, một chú chuột là
với dòng chữ phát lộc. Đây là chuột tiền tài anh chị nhá. Chữ chuột tiền tài. Chữ các ngôi trách đổ đây ạ. À. Miền Nam đẹp tuyệt vời luôn. Với dòng chữ cái chuột này đục này rất tinh tế rồi anh chị đây, rất tinh tế. Đây, còn là nằm đang ngồi trên một đống tiền vàng. Cũng mới giải lụa phát lộc của gia chủ đồ văn sư nhí và tài lộc đều phát. Rất tinh nghĩa và đẹp luôn. Sơn liệu có chắc đổ đen thì màu sắc thì quá sang trọng rồi. Chuột đục rất thật. Tuyệt vời mà trời anh chị nhé. Anh chị nào muốn xuất tác phẩm này hãy liên hệ với Từ Gỗ Xưởng Hà Đông nhé. Số điện thoại 0987336318 anh chị nhé. Cũng là tác phẩm này cũng có giá là 1.800.000 không bao ship anh chị nhé. 1.800.000 không bao ship cho tác phẩm chuột tiền tài. Một chiếc đai gỗ chắc hàng đẹp thế này. Đây, em thử đo lướt qua tác phẩm cho anh chị thấy nào. Với chiều cao của tác phẩm là 10. Tác phẩm với chiều cao là 10 xăng. Đây, chiều cao là 10 xăng. Chiều ngang của tác phẩm là 15 ạ. 35 nhá. Ôi 35. 35. Và chiều sâu giữa tác phẩm là 25. Nó tác phẩm với chiều ngang là 35, sâu là 25 và cao là 10 cm. Để chế tác gỗ chắc đổ đen chú chuột tiền tài. Để chế tác gỗ chắc đổ đen với dòng chữ phát lộc cầu may cho mọi gia chủ là lộc lá là lộc phát, tài lộc phát, vạn sự như ý, tiền vàng này sung xuê này. Đấy, chú chuột để chiều thu hút về tiền tài về cầu ăn của để dư thừa vàng đầy đây. Chuột thì nó là tha chú chuột được một sâu tiền anh chị ạ, được một sâu tiền đó, tiền nạc luôn anh chị nhá. Chỉ là 1.800.000 từ tác phẩm mà chú chuột từ chế tác một gỗ chắc chuột tài độc. Đấy, chuột tiền tài sẽ tạo gỗ chắc đổ đen này cho anh chị nào tuổi chuột hoặc anh chị nào mua tác phẩm này về trưng đặt bàn hay đặt cái vị trí nào nhỏ nhỏ ở bảo kinh sinh rất hợp lý anh chị nhá. Giá thì siêu mềm hơn 1.800.000 không bao ship. Anh chị liên hệ với Từ Gỗ Xưởng Hà Đông, số điện thoại 0987336318 anh chị nhá. Em xin giới thiệu với chị một tác phẩm cuối nữa là một tác phẩm cụ thiềm thừ chế tác bằng gỗ hương ta hương gia lai. Một tác phẩm hàng đặc luôn, một cái phôi gỗ hương gia lai rất đẹp, một cụ thiềm thừ. Đây anh chị đây, một cụ thiềm thừ. Đấy, cụ thiềm thừ này với kích thước rất nhỏ nhắn xinh xắn, vừa hợp rất là cao ngang sâu, em thấy rất cân đối. Anh chị nào để ban thần tài hoặc là để trên bàn không nước hoặc là để cho một nơi một cái vị trí nào không gian không cần lớn lắm là có thể đặt được một cụ thiềm thừ này, rất đây là đẹp luôn anh chị nhá. Chế tác bằng hương ta đấy nha anh chị nhá, hương ta đấy, đục nét đục thì thần thái rồi và đục rất kỹ, làm rất sạch anh chị nhá, không phải là hàng thường. À đây hàng bên em, tất cả hàng này đục rất kỹ, làm đẹp luôn đấy. Em thử đo nhanh tác phẩm đấy nào. Tác phẩm với chiều cao của tác phẩm là 15, cao 15, ngang 20. Ngang 20. Chiều sâu là 18. Một tác phẩm với chiều ngang là 20, sâu là 18 và cao là 15 này. Cụ thiềm thừ thì tác phẩm của hương gia lai hương ta. Có giá là 800.000 không bao ship không? 800.000 không bao ship cho một tác phẩm cụ thiềm thừ đẹp tuyệt vời chế tác hàng miền Nam này. Chế tác bằng gỗ hương ta anh chị nhá. Cũng rất thần thái, siêu nét luôn. Anh chị nào chốt tác phẩm anh liên hệ với Từ Gỗ Xưởng Hà Đông, số điện thoại 0987336318 anh chị nhá. Hôm nay mất điện thì em sẽ quay giới thiệu vậy thôi. Ngày nào là hàng cũng ra, sản phẩm ra đều giới thiệu cho anh chị. Một lần nữa xin được kính chào tất cả anh chị. Hẹn gặp lại anh chị những tác phẩm trên bên em làm ra tiếp theo. Vâng, xin chào anh chị và hẹn gặp lại.